tới cái chợ, chỗ này nó rẻ lên lên lắm, cái chỗ rẻ vô đó thấy không? Yeah. Chưa từ từ nó chỗ đi xe nó vô con rạng nó bớt à. Mình đó, nó đi theo xe bảy đầu đó. Đúng rồi. Cầm lái nè, khi chiến hậu ngang góc nè, nhanh lên nè, nó rồi từ từ chậm thôi, đánh lái không kịp đâu, mình thẳng thớm rồi mình hát đạp ga nha. Rồi rồi điểm ga lên. Rồi buông ga. Đúng rồi, mình cứ kỹ rồi uống vô. Theo thầy á, ôm cái này nè. Rồi. Rồi ga lên. Đó, thẳng thớm mà ga. Rất nhiều người là bị ga vô mấy cái này hoài. Từ 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 từ. Trước thẳng thớm đàng hoàng rồi đã qua điểm ga. Đúng rồi, rồi ga lên. Mình lớn tuổi rồi, mình đi chợ tự vậy đó. Sẽ tìm một cái chỗ nào đổ xe mình sẽ đổ. Rồi chú đi thẳng vô trước đi. Có rất nhiều chỗ đổ ở đây. Okay. Dạ khoan, rồi khoan. Thì tới nữa, tới nữa. Tới nữa cho xe sao ta đi đi. Tới nữa đi, mình tới cuối đường mình rẽ trái đi. Rồi, thẳng vật đó. Rồi, không vô. Đúng rồi. Rồi, bây giờ để coi. Từ từ nha. Rồi bây giờ nè, chú thấy cái chỗ chiếc vô ly không? Ờ, có người đi luôn rồi thì thôi. Nhiều chỗ quá, còn nhiều chỗ quá. Đi một vòng trước đi. Rồi, đi một vòng trước đi, rồi. Rồi, bây giờ thôi, bây giờ vậy nè. Bây giờ chú thắng lại ở đây đi, thắng lại. Rồi bây giờ chỉnh gương hậu đi, chỉnh gương hậu cho đúng cái tầm mắt của mình nè, cho nó hạ xuống một chút đúng không? Nhiều xe đời mới á, nhiều xe mà xịn á, như khi vô số xe tự động gập xuống cho mình. Yeah. Rồi được chưa? Rồi kiến trái nào, kiến trái cho nó qua bên phải chút, cho nó qua bên tay phải chút, kiến trái cho qua phải, cho qua phải. Qua bên phải cái này à? Kiến trái đó, đúng rồi đó, cái này à? Qua hướng phải à, qua để nhìn thấy cái thùng chứ. Qua nữa bấm giữ luôn á, nữa xíu nữa, xíu nữa. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tập nè. Rồi giờ mình tìm cái chỗ nào mình vô nè. Rồi đầu tiên chú chạy kiếm tiếp đi, để coi chỗ nào trống. Đó, bây giờ giữa hai chiếc xe Fortuner này đi. Đó, thấy không? Giữa hai chiếc Fortuner nè. Rồi, chú bỏ tới. Rồi, đầu tiên là sao? Rồi, chú thắng nhẹ lại đi. Rồi, chú thắng lại đi. Rồi, bấm kính cửa sổ xuống đi để con nói chú nghe. Rồi. Rồi, đầu tiên á là mình chạy áp sát vô đây, đúng không? Áp sát vô. Rồi, áp sát vô. Khi cái vai mình á, cái vai mình giữa hai nhà xe, giữa xe nè, móc lái lên, móc lên à. Rồi coi cái mỏ trước nè, coi mỏ xe mình trước nè. Rồi lên nữa. Lên nữa. Khi nào cách cái mũi xe nè khoảng 8 tấc chú thắng lại. Rồi thắng. Các vật dụng khác là cửa sổ. Đồng thời xin quý khách hãy lưu ý quan sát trẻ em đi cùng để không xảy ra. Rồi vô lại số ve nè, vô lại số ve. Chân thành cảm ơn. Lady and gentlemen, your attention please. And the moment you want in there. Right? Rồi bây giờ nhìn nha, nhìn trang bánh. Rồi. Nó hơi sát đúng không? Nó hơi sát thôi, chú trả ra ra, trả nhẹ thôi, trả nhẹ thôi.
Đã nhẹ chút xíu nữa, đã nhẹ chút xíu nữa. Rồi vô góc ngược lại là rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, quá đẹp. Trung tâm phục vụ bình tân. Quá đẹp. Quý khách hiện nay tại khu vực gia dụng tầng trệt đang có chương trình. Chưa xong xong mà. Chưa xong xong. Phân hủy như sau. Túi rác vi sinh phân hủy giá đường 64. Xíu nữa mới xong xong. Giá khuyến mại giảm còn 44.900. Túi có quai. Chưa mà đúng không? Hẹp hơn xíu rồi thắng. Rồi đã thắng lái. Giảm còn 34.900. Rồi yeah. Túi đựng thực phẩm vi sinh phân hủy giá đường 59.900. Giá khuyến mại giảm còn 49.900. Rồi quá ok. Đó, một chiếc cách đơn giản vậy thôi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nào nữa đi. Mình tìm một cái nào nữa mình làm. Quá chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn nè. Hai bên cân đều luôn nè. Thấy không? Khá đều luôn. Rồi bây giờ chạy ra là mình phải quan sát ha. Rồi chú bò từ từ ra quan sát. Rồi vai lọt góc với móc lái. Rồi hết chỗ. Dè ngược lại cho nó vô. Dè ngược lại. Để yên vậy dè. Rồi thắng đi. Thắng. Rồi cho anh ta qua trước đi. Quắt cho nó qua trước. Rồi chú vô lại số D chạy hướng này hướng đó hết hết nhà xe nó mới đi ra đó thấy chưa? Nó mới quắt hết tay. Rồi bò lên khi nào dai ngang móc. Rồi móc. Móc nhanh lên móc trễ quá rồi. Rà thắng. Móc trễ quá cái đầu mình mém quẹt vô cho đường thấy không? Dai lọt rồi chú phải móc nhanh. Chú đừng có mở thắng hết ha, chú mở thắng từ từ thôi. Mở hết thắng xe nó chạy tốc độ rất nhanh thì làm sao mình xử lý kịp. Rồi tiếp tục. Hai nhà xe nè, đúng không? Hai đây nè. Lấy đầu tiên lấy xác vô nè. Rồi khi vai ở giữa đó là mình rà thắng nhẹ dần như thắng đứng luôn. Rồi móc lái. Chậm thôi. Đi xe đừng có mở ta thắng hết, mở từ từ thắng thôi. Rồi nhìn đây cái khoảng cách nó còn bằng rồi. Chú không móc lái hết rồi nữa sao móc ít lái gì vậy? Rồi móc không hết lái thì chết rồi, chú phải móc hết lái trước rồi đã đúng không? Rồi vậy đi, rồi nhìn qua đây thử coi, nó giờ do chú không móc hết lái trước nè thấy không, mệt mỏi chưa? Rồi vậy đi, vẫn vô được mà, vậy đi. Rồi thắng, rồi đã thắng lái chưa, vòng rưỡi được mà. Rồi, yeah. Nhìn cái này cũng thấy. Nhìn thì không thấy nhưng mà giờ chú thấy là nó bị lệch qua rồi. Đúng không? Là do hồi nãy chú không đánh hết lái đó. Đúng chưa? Hồi nãy mình phải đánh hết lái trước để có cái gì mà nó ăn hẹp, cho nó ăn hẹp gì bên đó chứ ai lại cho ăn hẹp gì bên này. Đúng chưa? Rồi, thôi đẹp rồi, rồi giờ chạy ra. Ăn hẹp gì bên đó để có gì chú trả lái ra được. Ra bên này. Rồi ra bên đó. Rồi ngang dài móc lái nhanh lái lên. Xe đi nhanh quá, cho tốc độ xe đi nhanh quá. Cho tốc độ xe đi chậm lại. Rồi đằng đó có một lỗ nữa kìa. Ra. Rồi ra thắng đi, cho nó qua trước đi. Rồi luôn thắng. Rồi có một lỗ đó thấy không? Đây à. Rẽ cái lỗ bên kia kìa. Rồi rồi. Tới nè. Từ từ. Chậm lại. Tới nữa cái da chú chưa nằm giữa mà. Rồi móc lên. Nhiều lái lên. Rồi cân cái mỏ trước nè. Hết mức có thể. Rồi thôi. Rồi. Móc lại lại chú chạy lên nó đụng xe trước làm sao? Đúng chưa? Rồi móc hết lái nè. Chú hồi nãy chú không móc hết lái nha. Móc đi. Rồi coi thử coi. Còn nó vô không nổi á thì bắt đầu mình xào lên. Do xe kia nó đậm quá, nó đậm cấn quá. Xe kia nó rồi quá rộng rồi chắc chắn là không nổi rồi đúng không? À, thì xào lên, móc hết lái xào lên. Xào lên. Rồi chạy lên chút. Rồi. Rồi móc hết lái về vô. Thường là mình nên vô số trước ha. Rồi bắt đầu là mình móc lái, vừa móc lái cái gì mở thắng là đi liền. Rồi khi nào xong xong? Chưa xong xong. Xíu nữa. Thôi, rồi. Nó đều rồi vậy yeah. Giờ nữa
thường thường á là gì nè, như vậy là cái mình còn rất là rộng nè. Lý do là sao? Cái kiến của mình chưa ngang được cái kiến xe kia mà, đúng chưa? Thường á thì chú ve cái kiến chú ngang xe kia là vừa rồi, ve nữa đi, ve thêm nữa. Hoặc là nhìn nè, thấy không, nó vẫn còn rộng nè. Cái đèn đèn này nè, à, cái đoạn đèn đó là còn khư khuất, cái nào nó mới là khoảng khuất khoảng 2 tấc mới là bánh xe mình mới đè. Rồi chú chạy ra, rồi rẽ ra hướng này nha, hồi nãy mình đi chiều thôi. Rồi uống lại vô. Rồi bây giờ một à, có người ve đó rồi hả? À. Rồi giờ mình cứ rẽ rẽ trái đi. Rẽ vô. Giảm từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng cho các dòng điện thoại iPhone XS, XS Max, giảm từ 10 đến 20% cho một số dòng cũ. Nghe thôi. Làm là chỗ cũ. Giảm từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng. Cứ gửi đi, hẹn thì cứ gửi vô, rồi để ta cho. Rẽ đi. Bỏ hờ chúng thắng chú ra, chú mở thắng nhanh quá, đừng có mở hết thắng. Không bao giờ được mở hết thắng, mở thắng xe chạy rất là nhanh. Rồi rẽ phải vô nè. Về thử á, vừa cái xe trắng cái xe này nè, hả? Về thử cái này. Đầu tiên chạy bám sát nhẹ vô một chút. Mình phải lo cái mũi của mình nha, chúng thôi cái mũi mình hết rồi nha, tới xíu nữa. Rồi móc lái. Căng cái mũi trước rồi bắt đầu mới căng cái đuôi, tại vì cái mũi mình có xe, đó mình nhìn cái đuôi cái mũi mình chạy cao quá, nó quẹt xe xíu trước. Tới xíu nữa. Căng cái mỏ trước. Rồi. Vừa chưa? Ờ vậy cũng khá vừa rồi. Vô số trước nè, rồi móc hết lái trước đi, móc hết lái. Tại khoảng cách hẹp mình phải móc trước đi rồi tính. Rồi thấy nó xét quá thì cả ra bớt. Cả ra. Rồi chân bánh vô chưa? Vô móc lại, móc lại. Rồi móc lái lại, đúng rồi. Xin mời khách hàng Lê Thị Mỹ Chi sinh năm 2001 quê ở Đồng Tháp trở về quầy dịch vụ khách hàng có việc cần. Rồi trả. Trả đi, nó hơi sát bên đó rồi, trả ra. Rồi trả thẳng luôn. Thẳng đi. Rồi ve. Yeah. Chừng nó xạo luôn rồi. Rồi. Rồi thôi thẳng đi, rồi chạy ra. Bây giờ bên đây hết đường hả? Ủa bên đây còn đường, rồi rẽ. Rẽ ra. N. Rồi qua đê đúng không? Rồi nè, trà thắng bớt nè. Rồi móc lái. Bên này. Đúng rồi. Đi theo hướng mũi tên á. Ở dưới hầm kia thì qua nó ship lộn xộn chứ, qua bé kia xuống hầm nó ve chứ á. Nhưng mà ở đây nó mũi tên nó rõ ràng, tức là nó đã ship lại rồi đó, mình phải đi theo mũi tên nha. Hồi nãy mình đi ngược chiều á. Cái này được không? Không, đó ngược chiều rồi. Đó mũi tên chỉ ra đó, thấy không? Là mình ngược chiều nè, mũi tên theo mũi tên nè, mũi tên nhìn bắt mình ra trái nè. Nhưng mà chỗ tôi gửi xe tôi nó đổ thì, đúng tung á. Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà bây giờ nó giờ đây mũi tên chẻ cho hai hướng mình được đi nè. Đó, lối ra là rẽ phải nè để exit á. Rồi mình rẽ trái kiếm nhà xe làm tiếp. Nhường. Cho người ta ra trước đi, mình làm. Rồi đi theo người ta tìm nhà xe làm. Rồi uống vô. À đường này đường 2 triệu. Đi về phần đường mình chút đi về phần đường mình, đường này đường 2 chiều mà, qua phần đường bên phải của mình. Rồi để coi kiếm chỗ nào làm tiếp đây, còn có cái xe nào coi tính vô cái chỗ này. Chỗ này nếu mà nó chỉ được để trái thôi, rồi để trái đi, rẽ có xe này đường 2 chiều rồi, đây hết đường. À hàng chi cái người nãy là hết đường người ta không quay lại. Rồi mình quay đầu vô đó, quay đầu lại đánh đầu vô đó sao nhiều lái vô nữa. Rồi thôi, rồi về ngược lại cũng thôi anh ta. Rồi bây giờ mình làm ngược với cái kiến mình phải nè, hiểu không? Bây giờ là hai giữa hai chiếc container này ha.
rồi mình nhưng mà làm theo kiếm phải giống như cái chiều chạy về nhà mình rồi, rồi, rồi. Chỗ tôi đổ xe là như vậy rồi. Xuống ra là phải rẽ trái cũng như vậy, mình là lùi ngược theo cái chiều rồi. Hay dài ok rồi đã đi rồi bò tới bò tới rồi cũng làm tương tự cũng tương tới nữa tới nữa tới vai ngay nè vai mình á ngay giữa đó hơn giữa một chút hoặc ngay giữa là mình móc lái nhanh lên rồi móc lái đi ồ nếu mà chú Thắng đứng thì chú phải chính xác ngay giữa nha à. Cái này là chưa ngay giữa đâu lên nữa rồi mình có thể là mình đâu có cần Thắng đứng mình ra Thắng cho tốc độ đi cực chậm rồi mình làm luôn không cần Thắng đứng rồi lên tiếp nhìn cái mỏ trước nè ơi rồi mỏ rộng thênh thang đúng không thì giờ nhìn nè rồi thôi Thắng rồi vô lại số xe rồi chú thấy được cái mỏ xe người ta với cái góc của mình chưa rồi không có lái trước đi rồi được rồi nếu mình ăn sát quá chú trả ra rồi trả ra ăn sát rồi trả nhẹ rồi nhẹ yeah. Giờ nữa trả nữa nè rồi yeah rồi tới chân góc chưa góc rồi, rồi móc vô rồi đúng đó đó khi nào song song thì trả thắng lái rồi trả điều đẹp luôn đấy không điều đẹp như mơ rồi đó rồi.